quý vị trở lại với phần tin 24 giờ là các bản tin liên quan đến Việt Nam cho biết, tại Ninh Thuận đã có thêm 6 người biểu tình bị đem ra xét xử. Tòa án Nhân dân thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận ngày 22 tháng 8 tuyên án 6 người tham gia biểu tình hôm 10 và 11 tháng 6 tại địa phương với cáo buộc gây rối trật tự công cộng. 6 người bị đưa ra xét xử gồm anh Nguyễn Văn Nghĩa, 29 tuổi, chịu mức án cao nhất là 2 năm tù giam, bà Nguyễn Thị Lương, 40 tuổi, 1 năm tù, bà Nguyễn Thị Như Hòa, 43 tuổi, 9 tháng tù giam, anh Nguyễn Hữu Thành, 27 tuổi, 8 tháng tù giam, hai anh Nguyễn Đoàn Phước Mỹ và Trương Anh Kiệt chưa đủ 18 tuổi nên mỗi người bị 6 tháng tù treo. Cáo trạng nêu thêm anh Nguyễn Hữu Thành đã la hét ngăn không cho cơ quan chức năng đưa một nhân viên công an đi cấp cứu. Như vậy, cho đến ngày 22 tháng 8, tỉnh Ninh Thuận đã đưa 23 người tham gia cuộc biểu tình 10 và 11 tháng 6 ra xét xử và tuyên án. Ủy ban bảo vệ ký giả yêu cầu nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đừng bức cung và ép nhận tội. Ủy ban bảo vệ ký giả CPG vào hôm 20 tháng 8 đã lên án nhà cầm quyền Việt Nam đã đánh đập, buộc nhà báo độc lập Nguyễn Văn Hóa phải nhận tội và có lời khai chống lại nhà hoạt động môi trường Lê Đình Lượng. Cùng với Nguyễn Văn Hóa, một tù nhân khác là Nguyễn Viết Dũng cũng đang phải đối diện với nhiều khả năng bị trừng trị trong nhà tù sau khi cả hai bất ngờ phản cung trong phiên tòa xử ông Lượng gần đây. Trước đó, vào ngày 16 tháng 8, tại phiên tòa xét xử ông Lê Đình Lượng với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, hai nhân chứng được tòa triệu tập là Nguyễn Văn Hóa và Nguyễn Viết Dũng đã phủ nhận những lời khai được đưa ra trước đó và đồng loạt nói rằng họ bị đánh đập và ép cung. Ngay lập tức, cả Hóa và Dũng đều được đưa ra khỏi phòng xử và không được tham gia phiên tòa. Với diễn biến bất ngờ này, luật sư Sơn đã yêu cầu dừng phiên tòa để chờ hai nhân chứng có đủ sức khỏe để tham gia phiên tòa. Tuy nhiên, tòa án tỉnh Nghệ An đã không chấp nhận mà vẫn tiếp tục xử và tuyên án ông Lê Đình Lượng 20 năm tù giam cùng với 5 năm quản chế. Cũng là một mức án cao nhất từ trước cho tới nay đối với các tù nhân lương tâm. Thưa quý vị, Việt Nam tuyên án tù 14 năm và trục xuất hai công dân Hoa Kỳ về tội lật đổ chính quyền Cộng sản Việt Nam. Tòa án Nhân dân tại Sài Gòn vào ngày 22 tháng 8 tuyên án 12 người bị đưa ra xét xử với cáo buộc tham gia tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời do Đào Minh Quân tại Hoa Kỳ lãnh đạo với mục tiêu hoạt động nhằm lật đổ chính quyền Cộng sản tại Hà Nội. Mức án tuyên gồm ông Nguyễn James Hinn và bà Phan Angel bị mỗi người 14 năm tù và trục xuất ngay sau khi chấp hành hình phạt tù tại Việt Nam. Số còn lại gồm Trương Nguyễn Minh Trí 11 năm tù, Đỗ Tài Nhân, Nguyễn Hùng Anh, Trần Tuấn Tài mỗi người 10 năm tù, hai người Võ Hoàng Ngọc, Đỗ Quốc Bảo 9 năm, Trần Văn Vinh 8 năm tù, Trần Quang Vinh 7 năm tù, Nguyễn Văn Chánh, Đỗ Thị Thùy Dung 5 năm tù. Họ còn bị quản chế từ 2 cho đến 4 năm sau khi chấp hành xong hình phạt tù. Theo AFP, cơ quan chức năng Việt Nam cáo buộc nhóm 12 người vừa bị tuyên án đã in 4.000 truyền đơn có kế hoạch chiếm đài phát thanh và kêu gọi biểu tình vào ngày 30 tháng 4 năm ngoái. Thưa quý vị, trong khi đó, thì Hội cựu tù nhân lương tâm đã kêu gọi ký kháng thư chống các phiên tòa phi pháp. Hội cựu tù nhân lương tâm đã vừa kêu gọi mọi người ký tên, lên án các phiên tòa bất chấp luật tố tụng hình sự và sự hung bạo của Công an Cộng sản Việt Nam. Bản kháng thư do Hội cựu tù nhân lương tâm làm tại Việt Nam vào hôm 21 tháng 8 năm nay nêu ra một loạt các dẫn chứng từ những phiên tòa gần đây tại Long An, Biên Hòa, Bình Dương, Nghệ An đến các vụ tra tấn đánh đập dã man, ép nhận tội những người đi biểu tình hồi tháng 6 chống dự luật đặc khu và luật an ninh mạng. Các tù nhân Trần Thị Nga, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Huỳnh Duy Thức đã tuyệt thực và bị hành hung dọa giết. Không ít các blogger bình luận trên mạng xã hội rằng càng ngày nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam càng hung bạo và dã man. Kháng thư cũng viết thêm rằng biểu tình bất bạo động là quyền con người và quyền công dân, được hiến pháp quốc gia cũng như công ước quốc tế thừa nhận. Không thể lấy cớ chưa có luật biểu tình để cho rằng xuống đường đòi nhân quyền và dân chủ là phạm pháp, cần phải trấn áp, giam giữ và xử tù. Thưa quý vị, tiếp theo là bản tin liên quan đến giải trí cho biết phi cơ riêng của rapper Post Malone đáp cánh an toàn sau khi bánh xe bị bể. Theo cơ quan hàng không liên bang và các báo cáo phương tiện truyền thông, phi cơ riêng của rapper Post Malone đã hạ cánh an toàn tại phi trường New York sau khi hai lốp xe bị nổ tung trong khi cất cánh vào thứ Ba ngày 21 tháng 8. Cơ quan hàng không FAA và cảng New York và New Jersey cho hay
có 16 người trên chiếc phi cơ có tên Gulfstream đã cất cánh từ Teterboro, là phi trường ở New Jersey, và đi đến London trước khi được chuyển hướng đến Stewart Airport, khoảng 70 dặm về phía bắc của thành phố New York. Hiện vẫn không biết lý do vì sao hai bánh của chiếc phi cơ này lại bị nổ. Cũng tiếp nối dòng tin giải trí, thưa quý vị, đạo diễn Danny Boyle sẽ không thực hiện bộ phim James Bond mới nhất. Các nhà sản xuất của loạt phim James Bond cho biết vào thứ Ba 21 tháng 8 rằng đạo diễn người Anh Danny Boyle sẽ rời bộ phim James Bond sắp ra mắt do sự khác biệt về sự sáng tạo. Một tuyên bố trên tài khoản Twitter chính thức cho biết Michael G. Wilson, Barbara Broccoli và Daniel Craig đã thông báo rằng do sự khác biệt sáng tạo, Danny Boyle đã quyết định không còn trực tiếp đạo diễn bộ phim James Bond thứ 25. Các tweet cập nhật khác nhau đã không cho biết chi tiết về sự khác biệt và cũng không hề có thông tin gì về những người sẽ tiếp quản vị trí đạo diễn từ Boyle. Bộ phim James Bond thứ 25 thuộc sở hữu của MGM hiện đang trong giai đoạn tiền sản xuất và dự kiến sẽ được phát hành vào tháng 11 năm 2019. Và ngay sau đây mời quý vị theo dõi phần dự báo thời tiết cho ngày thứ Năm 23 tháng 8 cùng với Thiện Hạnh. Dự báo thời tiết mở đầu với thành phố Boston, trời trong xanh và đầy nắng với nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 77 và thấp nhất vào ban đêm là 63 độ. Gió Tây Bắc từ 10 cho đến 15 dặm một giờ, dự báo ngày và đêm sẽ không có mưa. Thành phố New York trời mưa âm u với nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 80 và thấp nhất vào ban đêm là 65 độ. Gió Tây Bắc từ 10 cho đến 15 dặm một giờ, dự báo xác suất mưa vào khoảng 40%. Thủ đô Washington DC trời trong xanh và đầy nắng với nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 80 và thấp nhất vào ban đêm là 62 độ. Gió Tây Bắc từ 10 cho đến 15 dặm một giờ, dự báo ngày và đêm sẽ không có mưa. Thành phố Atlanta mây rải rác và nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 83 và thấp nhất vào ban đêm là 62 độ. Gió Đông Bắc từ 5 cho đến 10 dặm một giờ, dự báo xác suất mưa vào khoảng 10%. Orlando trời nhiều mây âm u với nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 92 và thấp nhất vào ban đêm là 75 độ. Gió Tây Nam từ 5 cho đến 10 dặm một giờ. Dự báo xác suất mưa vào khoảng 40%. Chicago trời trong xanh với nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 81 và thấp nhất vào ban đêm là 64 độ. Gió Tây Nam từ 10 cho đến 15 dặm một giờ. Dự báo ngày và đêm sẽ không có mưa. Thành phố Dallas trời mây rải rác và nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 100 và thấp nhất vào ban đêm là 79 độ. Gió Đông Nam từ 5 cho đến 10 dặm một giờ, dự báo ngày và đêm sẽ không có mưa. Houston trời mây rải rác và nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 98 và thấp nhất vào ban đêm là 77. Gió Đông từ 5 cho đến 10 dặm một giờ, dự báo xác suất mưa vào khoảng 10%. Khu vực Seattle trời mây rải rác và nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 70 và thấp nhất vào ban đêm là 55 độ. Gió Tây Nam từ 5 cho đến 10 dặm một giờ, dự báo xác suất mưa vào khoảng 20%. San Jose trời mây rải rác, nắng nhẹ và khí hậu khá mát mẻ, nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 78 và thấp nhất vào ban đêm là 58 độ. Gió Tây Bắc từ 10 cho đến 20 dặm một giờ, dự báo xác suất mưa chỉ vào khoảng 10%. Los Angeles trời trong xanh và đầy nắng với nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 82 và thấp nhất vào ban đêm là 66. Gió thổi nhẹ theo hướng Tây Nam dưới 5 dặm một giờ, dự báo ngày và đêm với xác suất mưa thấp chỉ 10%. Thưa quý vị, bản tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc cho phần tin 24 giờ ngày hôm nay cùng với Thi Nhung và Thiện Hạnh. Chúng tôi kính chúc quý vị cùng gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Xin kính chào. Xin thân ái, kính chào.